Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu với một cái tựa game rất là mới mang tên là Hero Academy nha anh em, Học viện siêu anh hùng. Cái bộ truyện tranh này cực kỳ nổi tiếng rồi, nhưng mà mình chưa có thời gian mà xem. Mình chỉ biết mỗi hai nhân vật chính, đó chính là All Might và cái nhân vật chính thôi. Còn không biết những nhân vật kia. Thì chắc là sau lần này mình sẽ cuống đọc hoặc là xem cái bộ truyện tranh này xem như thế nào nha anh em. Rồi thì tựa game này ở trên PC và đồ họa của nó thì siêu đẹp luôn. Dạo này mình đang thích chơi những cái tựa game dựa theo truyện tranh hoặc manga các kiểu. Chúng ta sẽ chơi theo story trước. Mình sẽ chơi theo cốt truyện trước xong rồi mới đánh những cái phần kia nha. Thì mình sẽ hiểu cốt truyện hơn một xíu xíu như thế nào. Mình có xem đến tập 10 thì phải. Ui, cái gì đây? Đây là boss à? Kinh vậy. All Might biết rồi, thằng này đấm phát thì sau một khoảng thời gian thì nó sẽ biến lại thành cái thằng người gầy nhom ấy. Tại vì do cái vết thương từ cái một cuối cuộc chiến rất là lớn. Ê à, cho nên nhau thằng này chăng? Được đấy. Quả mặt nhìn trông chất nhờ. Không có mắt luôn anh em ạ. Rồi đột biến à. Wow, cái tay quái vật à. Izuka Midoriya. Yes. Gì đây? Nên nick qua cái đoạn này không ta? Không nick qua được luôn. Nó không cho mình nick qua cái đoạn skip này luôn á. Bắt được không? Skip được. Nó sẽ nick qua skip đoạn này đi. Nha. Yeah. Rồi chúng ta sẽ nick. Nick qua được không ta? Có skip qua được không? Đây, mình muốn vào đánh nhau hoặc như thế nào đấy, các kiểu gì đó. Ok. Gì đây? Skip được không ta? Rồi, bây giờ mình sẽ đánh nhau à? Đầu tiên là... Đây cái lúc mà chúng ta còn bé tí đây anh em. Mình là, theo chuẩn đoán là một trong 1% những người không có siêu năng lực. Mình nhớ là cái tập đầu là như vậy. Rồi, mình có nhân vật đầu tiên. Đó chính là... Thằng thế là gì ta? Quên méng mất tên rồi. Tiếp đọc lại chuyện này thấy bảo hay lắm. Tại dạo này gần đây mình hay đọc cái bộ Kimetsu no Yaiba quá. Nhưng mà Kimetsu no Yaiba đang hết chap rồi, chap mới nhất rồi. Mình còn 2 chap mới nhất là chưa đọc thôi. Còn đâu là mấy cái này đọc hết rồi. Cái câu chuyện hơi khác ta. Hình như là lúc này trở thành siêu nhân của học viện đúng không? Rồi đánh nhau anh em. Chúng ta sẽ bắt đầu đi training nhỉ? Cái ông này ông nào đây? Chúng ta sẽ bắt đầu cái start training nhá. Rồi, ok. Đây các nút này. G đó chính là normal attack. Ok. Wow. Đánh nhau phải sướng ta. Đã tay phết. Ok, rồi. Chúng ta block. Cái thủ này anh em ơi. Nó mà thủ thì mình sẽ dùng ấn F và ấn G nha anh em. Wow. Đánh nhau sướng vãi trưởng, vừa jump vừa nhảy. Y chà chà chà. Đánh nhau đã nhờ. Wow. Đánh nhau thật sự đẹp. Người đẹp quá. Cháy hiệu ứng nổ liếc các thứ. Nhờn. Đây. Để ôm nè. Ôm nè. Ép là vua. Đánh phát ông ơi. Nếu mà thủ thì mình sẽ dùng cái này để mình ôm là sẽ mất thủ rồi này. Dashing. Dashing là Y à. Chạy. What the fuck? Kinh thật. Space cộng Y là... ta xin là chúng ta có thể lao vào được anh em ơi. Lao vào gần được ấy. Nhờn ông già này. Cái bún cháy nổ rơi vỡ các kiểu hay thật sự luôn. Rồi, có cái gì nữa không? Noom 8. Đây. Chúng ta sẽ có counter attack, có nghĩa là di chuyển các kiểu. Counter attack. Kiểu gì ra? Counter attack. Ấy, có thể được anh em ạ, di chuyển nút đánh. Rồi, chúng ta special và chạy nút K. Bắn á. Bắn trưởng như kiểu là nhất dương chỉ ra. Nhờn. Ông già vào đây. Ông già vào đây. Một khi mình ăn hơi quen nút thì đừng hỏi sao. Đã đuổi ạ. Nhơn. Ok. Nút L là nút sẽ là một chiêu quick special. Ra nhanh thôi. Ra nhanh đòn thôi.
Quick và L. Cho có thêm một chiêu nữa này, chiêu lốc anh em, kéo ra. Chiêu lốc, ui, à lốc à, hay nha. Rồi chúng ta sẽ giữ nút K. Nút K. Bắn ra lửa. Kinh ra. Bắn được không? Ấn nút K. Ấn nút K này. À, không được ta. Các bạn mình ấn giữ nút K đúng không anh em? Giữ nút L cũng sẽ là một cái chiêu khác à? Chuyết, Yon, hay nha. Và chưa xong cái nhiệm vụ này. Chưa xong cái nhiệm vụ bắn. Nhưng mà vấn đề là chúng ta trên Quick Special 1 Changer giữ nút K. Đã đuổi ạ. Ok, được đấy. Ok. Nhưng mình còn một chiêu nữa mình chưa xong anh em ơi. Yon, quả đấm hay ta. Đấm hay nhưng mà không. Vấn đề là cái nút K này mình vẫn chưa hiểu lắm cái nút này là gì. Đây có nút đấm này. Có mình nhảy lên được đúng không? Có mình nhảy lên được nhưng mà đây không được rồi. Tất cả chỉ có mỗi chiêu trên này thôi mình chưa hoàn thành đây này. Có mỗi chiêu nữa là mình không hoàn thành được. Xong. Chúng ta phải giữ khi nào người phát sáng ấy, xong mình bắn ấy mới được anh em ơi. Rồi. Có lẽ là chúng ta đã xong được. Battle ready. Nhộn, ông già này nhơn. Ok. Bắn nè. Ok, let's go baby. Chạy á ông già. Chạy ông già. Nào. KO, perfect luôn anh em ơi. Cái này đang khá là dễ ra. Mình hiểu một số chiêu thức rồi, nhưng mà lúc sau mình sẽ cần đánh thêm. Nhờ. Yeah. Midoriya. Đẹp trai là có gì sai. Đẹp trai phép và đánh nhau sướng anh em. Cái kiểu đánh ấy, khá giống với One Piece Burning Blues. Rất là giống luôn. To be continue này. Nó sẽ tiếp tục thôi. One Piece Burning Blues. Tự game cũng rất là hay. Rồi, chúng ta đang loading cái này. Một xíu. Ok, rồi cho được thêm một cái gì đây? Huy hiệu hát à? Heroic Deku. Chúng ta sẽ có thêm một số đồ đẹp không? Normal này. Nhảy lên này, đấm này, menu mode, nó có nhiều thứ S à, chúng ta có được S này, nên nó sẽ chuyển sang cái hai, vẫn là nhân vật này thôi, vẫn chọn nhân vật đó chính là Midoriya thôi. Thì ra ngoài đánh đấm tí nhá, cho nó giãn xương cốt các kiểu. Nhưng có nhạc không ta? Cái phần đang loát này thì sẽ không có nhạc này, đấy, comics. Đồ họa rất là giống hoạt hình đây nhỉ. Đồ họa đẹp, nói chung đồ họa đẹp. Đấy rồi. Cái này dành cho những fan cuồng của anime thì không thể nào bỏ qua cái tựa game này được. Tại sao có thể bỏ qua game này được? Lại được tập tiếp à? Lại được tập tiếp rồi anh em. F cộng K. Tuyệt kỹ anh em. Vãi lều. Nào, FK nhá. Nói chung là chúng ta có một cái thanh ở dưới đúng không? Rồi ok. Làm sao tôi có thể lấy được? F cộng L. Cloud Ultra.
Vấn đề là tôi sẽ gồng sức mạnh kiểu gì? Rồi, đầy năng lượng anh em ơi, phải đánh đầy năng lượng được. F cộng L đây. Không phải chiêu này. Mình đảm bảo anh em không phải chiêu này luôn. Ông ơi, vẫn để mình đánh thôi nhưng mà đấy rồi. Tuyệt kỹ 2 này. Ôi xịt ạ. Đã xịt anh em ơi. Ultra Plus 2. Đẹp chưa? Wow, perfect plus ultra. Ai chà, win, hay thật, thật sự luôn. Chỉ cần đi chiến mấy anh luyện tập thôi mà. Mày hay cần hay thế không? Rồi chúng ta xong cái này, bây giờ ta sẽ đi tiếp tục luyện tập thôi. Hoặc là đánh cái gì đấy. To be continue. Ok. To be continue. Game hay mà. Không chơi thì hơi bị lãng phí cuộc đời. Không chơi game này. Nhưng mà chỗ này loát hơi lâu. Nhưng mà game bù lại là sẽ loát hơi lâu. Tôi thêm một cái cái gì đấy? Cái băng đeo mặt à? Có lẽ cũng hay. Đây là cái phần hướng dẫn đúng không? Ở đây nâu năm này, nâu năm mới là cái phần đánh thật sự đấy anh em. Em mình nghĩ nâu năm nữa sẽ phần đánh kinh hoàng, perfect war, ABC các kiểu gì đó. Trong quá trình đợi thì chúng ta sẽ đây, vào rồi này, đang vào rồi anh em. Vào để chiến rồi, ok. Chúng ta sẽ tắt cái này đi, tắt cái web đi. Mình vào mình chiến với cái trong này rồi. Mấy thằng siêu anh hùng đúng không? Quái vật anh em ơi. To be continue. Loát đinh đang loát. Rồi chúng ta sẽ unlock cái phần nào đây? No 4, có cái phần là no 4 và chúng ta có thể chọn thằng khác anh em ạ. Chọn một siêu anh hùng khác rồi. Hình như là sang năm sẽ ra cái tựa game đó chính là Saitama. Và mình cũng đang rất là mong chờ cái tựa game đấy để xem nó sẽ chơi như thế nào. Mình rất thích chơi những cái tựa game theo phong cách truyện tranh các kiểu. Rồi, ok, chúng ta sẽ qua cái này luôn. Con quái vật kìa. Con gì kìa? Kiểu con rơi vậy đó. Wow, nhưng mà này mình chưa biết ra thì em phải đọc truyện lại anh em. Ồ, đấy nhau thằng này à. Được nó đi, yes. Thế cầm kiếm anh em. Yột. Ai à. Chạy thế này. Vào đây. Yột. Ôi. Xịt anh em. Yột. Mấy cái này là bộ quần áo giáp anh em. Đúng không ta? Cứ chiều chạy thần tốc à. Flat à. Ôi. Xịt anh em. Ai à. Cái nó không cho mình vào luôn anh em. Không vào. Không vào nhờn này. Quả. Nhờn. Ui đời đấy đẹp thế. Đấy đẹp vãi chưởng luôn anh em. Nhờn. Mình có sắp đủ cái skill chưa ta? Đây mình có skill này có thể phá giáp nó này. Thủ luôn. Đây rồi, phá giáp rồi anh em ạ, chúng ta phá giáp được. Phá giáp, uầy. Nhơn, ok. Sắp chết rồi, thằng bé sắp chết rồi. Thủ KO. Wow, đẹp thật. Cái game này nó đẹp một cách dã man luôn ấy. Win, chiến thắng rồi. Chạy. Gắn tên lửa vào đít, gắn tên lửa vào chân. Chạy siêu nhanh ạ. Hay. Nhưng mình không được perfect AE bonus, không được bonus cái gì cả. Chúng ta được rank B. Khá là tệ đó. Rồi, new story. Chúng ta sẽ có mở ra cái cốt truyện mới. Wow. Đánh nhau cái thằng cầm kiếm là cầm kiếm khá khỏe. Đây rồi.
À rồi, nhân vật tới rồi anh em ơi, nhân vật chính tới rồi. Dạ, nhưng mà chắc là mình sẽ chuyển qua cái phần đấu solo song đấu đi nhỉ. Chúng ta sẽ chuyển qua một vài thứ gọi là song đấu các kiểu để có thể là chiến ở trong đấy. Yes, nghe có hay đấy. Có thể đây là một cái series song đấu mới nha. Boku no Hero song đấu chăng? Rồi, rồi thêm cái cặp kính này, kính cận ở đằng kia đúng không? Mình không cần quan tâm luôn, giờ mình sẽ thoát ra. À, ok, mình có thể thoát ra được và mình có thể đánh được một vài trận ở trong kia. À, mình sẽ có mission, có local match. Đây, mình sẽ chọn All Might anh em ơi. Tôi chọn All Might nha. Wow, được cảm giác sử dụng All Might nó đã nào. Tham vô hạn, round 3. Sebius Chiang nó sẽ có tầm khoảng 5 cấp độ, mình sẽ để ở cấp 4 thôi. Một CPU và chúng ta sẽ lựa chọn nhân vật. Oh my, yes, oh my. Oh my với hai hàng đệ đi kèm. Đó là nó xịn xò, Midoriya đúng không? Và thêm một cái thằng này nữa là hai hàng đệ đi kèm. Và mình sẽ đối đầu với một cái thằng, oh, thằng boss chưa mở. Boss chưa mở khóa, con gì ấy nhìn trông gớm này. Ông này thì có vẻ hơi yếu. Thằng lửa này được đấy nhờ. Edevas, Edeavos, CPU cho hai thằng nhìn cho nó tẩm sợ ít, nhưng mà ít nhân vật ta. Đây là mình tải phiên bản mới nhất rồi đấy, cho nó hỏi chấm đi. Combat, ui đẹp vãi cả linh hồn. Oh wow, All Might và thằng nào đây? Nhìn trông đẹp thật sự, chất thật sự luôn. Quick special 1, 2, 3, có hai cái quick special cơ, à có ba cái cơ, mình còn chưa học hết được cơ. Mình học được có ba hai cái ZK và chắc có một cái Y nữa. Chữ Y nữa. Wow, phải người lửa. Đẹp nhờ. Đẹp thế anh ơi. 3 đấu 3. Yon, ok. Ui, vãi linh hồn luôn, nó khỏe thế. Wow, bá đạo thế, thật kì bá đạo thế. Bá đạo này. Bá, liên hoàn đấm. Ôi trời ơi, giờ với anh à hả? Ui ôi, vãi trường thật. Ui, nó có nghệ kinh quá anh em. Kinh. Liên hoàn đấm này mình chưa thua đâu. Đấy rồi, tuyệt kỹ anh em ơi, tuyệt kỹ của All Might rồi. Ôi xin. Cứ lợi lên. Tốt lắm, All Might lên. Để nó vào đi anh em. KO. Hay quá. Một vài, hay thật sự luôn. Và tí máu thì đến mức độ 4 nha anh em, không phải yếu đâu. Round 2. Ui hồi. Chạy nhà mày này. Chạy nhà mày. Ôi, vãi linh hồn. Tôi bị lửa anh em ơi, tôi bị lửa. Chết tiệt thật sự, kinh thật. Chết tiệt. Cắm đầu vào trong tường rồi. What the fuck. Nó khỏe chứ nhờ. Tôi có một chiêu nữa anh em. Chưa thua đâu. Chưa thua đâu, liên hoàn đâu. Ây. Nó hoàng đệ. Nó hoàng đệ tốt quá. Nó có hoàng đệ tốt quá. Đây là đi. Đấy rồi. Chưa được. Đấy rồi anh em ơi, thử xem phát nữa nào. Xem tuyệt chiêu được không. Tuyệt chiêu được không? Được anh em ạ. Nice, plus ultra. Thôi đi hồn, đấm chết luôn ạ. Yes. 3 trận nhưng mà mình thắng 2 trận rồi. Vẫn còn một trận cuối ạ. Round 3. Máu rất là yếu, máu rất là
Nhanh hết đi anh em. À, đi trên tường rồi. Tường. Một phát này, hai chiêu hai. Nhồn. Ok, let's go. Đấm. Nhồn với anh à, hả? Gọi ra Midoriya. Đá cho tím mồm luôn. Ây da, ba quả cầu lửa. Ba quả cầu lửa nè. Lợn. Đệ mình ra luôn. Chém á. Hư không. Ui, trời ơi. Xịt ạ. Chạy đâu. Vai trưởng thật sự luôn ạ. Ui, mình sắp đai này. Kinh quá. Đứng lên, cực kỹ anh em. Ây, xịt. Chết, mày đi này. Dám lao anh à, không được. Thắng ngay. Ok thì chúng ta sẽ cứu mê nhé. Xin chào anh em và hẹn lại anh em trong tập kế tiếp nha. Ôn mai thì đúng là đẳng cấp rồi.